Thưa quý vị, đối với đồng bào người Khmer, dịp Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây mang ý nghĩa rất quan trọng là đón mừng năm mới, mừng thêm một tuổi, tương tự như Tết Nguyên Đán của người Việt, với hy vọng mang đến những điều may mắn. Ngoài ra, Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây còn có ý nghĩa chấm dứt thời kỳ nắng hạn, bước sang thời kỳ có nước trời dồi dào để chuẩn bị cho vụ mùa tới. Trong không khí đồng bào Khmer đang vui tươi đón năm mới, chuyên mục tiêu điểm bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay kính mời quý vị cùng tìm hiểu một mùa Tết đặc biệt và trọn vẹn ý nghĩa này. Ngày Tết của đồng bào Khmer được gọi là Chôn Trần Nam Thơ Mây, được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 dương lịch. Tết của người Khmer cũng có ý nghĩa giống như Tết cổ truyền của các dân tộc khác trên đất nước Việt Nam. Vì đa số đồng bào Khmer đều là tín đồ Phật giáo, nên ngày Tết, mọi người, mọi nhà đều lên chùa lễ Phật. Nhiều gia đình vào ở trong chùa làm công quả, vừa vui chơi, vừa được dự lễ vì mọi nghi thức sinh hoạt trong 3 ngày Tết đều tập trung tại chùa. Chôn Trần Nam Thơ Mây mình làm lễ có hai ý. Một ý là mình sống trong hiện tại thì mình phải nhớ ơn đến các ông bà cha mẹ đã giáo dưỡng nuôi mình trưởng thành. Thứ hai thì có cái vị bổn sư thầy tổ của mình. Mình nhớ ơn những các vị còn hiện tiền để phúc chúc cho thân bằng quyến thuộc mình luôn an vui, rồi sức khỏe dồi dào. Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây diễn ra trong 3 ngày. Ngày thứ nhất gọi là ngày Chôn Trần Nam Thơ Mây. Lễ này có thể tổ chức sớm hay muộn trong ngày, miễn là chọn đúng giờ tốt theo quan niệm của đồng bào Khmer. Mọi người mặc quần áo đẹp, mang nhang đèn, lễ vật đến chùa dâng cúng chư tăng và cùng tụng kinh cầu năm mới bình an. Đồng bào Khmer thì đó đều tập trung vào chùa hết, tại vì cái chùa là nơi cái tín ngưỡng, là nơi cái gửi gắm những cái là linh hồn của ông bà cha mẹ, và là nơi cái tập trung để sinh hoạt văn hóa của người dân tộc Khmer từ xưa cho đến nay. Ngày thứ hai gọi là ngày Vong Pop, mỗi gia đình làm lễ dâng cơm buổi sớm và buổi trưa lên chư tăng. Buổi chiều, bà con tập trung làm lễ đắp núi cát để tìm phúc duyên. Thường thì các chùa hiện nay mua vài khối cát đổ thành một đống cách chùa khoảng 500 mét. Khi đến giờ thực hành nghi lễ thì mọi người kéo đến ngồi tụ xung quanh đống cát, thắp nhang đọc kinh theo sự hướng dẫn của người chủ lễ. Núi cát được đắp thành 8 ngọn núi nhỏ ở 8 hướng và một ngọn lớn ở chính giữa. Núi cát là tượng trưng cho vũ trụ và núi thứ 9 ở giữa là trung tâm của thế giới. Hiện tại bây giờ truyền thống của người dân tộc Khmer đó là đã làm theo ấy. Bây giờ một năm đã nên làm ăn, sợ làm cái tội mà giết cá giết thịt này nghĩ nọ nó sợ có tội. Bây giờ một năm thì người ta đắp núi này để rửa cái tội đó. Đi đến những khu vực có đông đồng bào Khmer sinh sống trong những ngày Tết, dễ dàng bắt gặp không khí náo nhiệt của bà con chuẩn bị Tết cổ truyền. Dù bận rộn đến đâu, các thành viên trong gia đình luôn dành thời gian để gói bánh tét. Theo truyền thống, ngày này luôn phải có bánh tét thể hiện cho sự ấm no, sum vầy của gia đình và cảm tạ trời đất đã cho mùa lúa thuận lợi, làm ăn tấn tới. Mỗi gia đình dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ và đặt lên hoa quả, bánh kẹo, bánh tét để cúng cho ông bà, cha mẹ đã quá cố. Tôi với mẹ tôi đem những thứ là như là trái cây, bánh, trái, thức ăn đến chùa cúng cho thầy. Năm mới tôi cầu cho gia đình tôi bình an, vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Đối với lễ dâng cơm cúng dường chư tăng diễn ra từng chùa, có chùa tổ chức vào ngày đầu tiên, ngày thứ hai hoặc ngày cuối cùng của mùa Tết. Theo đó, các gia đình đựng cơm vào những chiếc cặp lồng và kính cẩn dâng lên chư tăng với lời nguyện năm mới công việc suôn sẻ, khấm khá hơn năm cũ. Ở nhà đó người ta không phải sửa soạn nhà cửa để ở gì thôi, rồi cái người ta thường thường thì đem cơm, đem đồ ăn gì, rồi đọc kinh thuyết pháp gì lại chùa. Trong 3 ngày đó Phật tử là người ta khai giả đó, người ta lại đúng 3 ngày, từ ngày thứ nhất, thứ nhì, thứ ba là ngày tốt, là ngày thứ ba. Rồi lễ đó người ta lại cúng cơm cho ông bà. Ngày thứ ba gọi là ngày lân sắc, ngày thêm tuổi, mới chính là ngày chính và cũng là ngày cuối mùa lễ Tết. Bà con cử hành lễ tắm tượng Phật bằng nước có ướp hương thơm. Đây là nghi thức quan trọng và độc đáo trong dịp Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer ở Nam Bộ.
lễ tắm Phật thể hiện đức tin của người Khmer về Phật Pháp, đồng thời cầu mong sự bình an đến bản thân và gia đình trong năm mới. Các pho tượng Phật trong chùa được thỉnh ra đặt ở một khoảng sân rộng để thuận tiện thực hiện nghi thức tắm Phật. Sau đó, mọi người sẽ tập trung tụng kinh và làm lễ cầu an và cầu siêu ngay tại chánh điện. Mấy Phật tử thỉnh các sư để cầu siêu cho những người qua cố của họ trong cái tháp, một phần ở trong nhà, một phần ở trong mồ mả này kia nọ, theo cái nhu cầu của Phật tử cầu siêu, chúc phúc năm mới trong gia đình cũng có luôn. Thì một trong đó là mấy sư cũng thiết giảng để cho Phật tử, nhất là các em thanh niên, trước khi mà trong năm mới tới mình cũng có tiền bạc, thí dụ là cha mẹ không có tiền, con cái cũng phải có tiền đưa cho cha mẹ để mình bao hiếu cho cha mẹ không có quần áo mới, mình phải mua quần áo mới cho cha mẹ. Mỗi năm đến dịp Tết Chom Cho Nam Thơ Mây, đồng bào Khmer lại tận hưởng một không khí náo nhiệt và đầy sôi động. Những hoạt động mang đậm bản sắc truyền thống tại các tự viện Phật giáo Nam Tông Khmer, các điệu múa cổ truyền, các trò chơi dân gian được đồng bào tích cực giữ gìn và bảo tồn. Một số tỉnh còn tổ chức đua ghe ngò, một hoạt động không thể thiếu mỗi dịp lễ của đồng bào Khmer, thể hiện sự mong cầu sức khỏe thật tốt cho năm mới. Các hoạt động này chính là việc làm cụ thể, góp phần tích cực cho bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Năm nay, các hoạt động vui lễ được mở rộng và tổ chức với quy mô lớn hơn, mang đến cho đồng bào Khmer một năm mới hân hoan. Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức suốt 3 ngày Tết như kéo co, bóng chuyền, thu hút nhiều thanh niên trong phun sóc tham dự. Tiếng vỗ tay, reo hò cổ vũ như những lời chúc tốt đẹp nhất đến với mọi gia đình. Hồi năm ngoái thì mình do cái dịch Covid, Corona nó phát hiện toàn cầu, trong đó có Việt Nam mình. Có thể nói hồi năm ngoái thì mình tổ chức lễ rất là ngắn gọn. Còn năm nay thì do lãnh đạo, sự chỉ đạo, lãnh đạo của đảng, nhà nước mình thì chặt chẽ ngăn chặn được cái dịch Covid-19 này. Trong mùa Chôn Năm này thì rất tốt, cho nên mình vui tươi trong cái không khí đầm ấm, vui tươi nhưng mà mình cũng không quên ngăn chặn, bảo vệ cái sức khỏe của mình và cái cộng đồng. Cũng như Tết cổ truyền của các dân tộc khác, Tết Chom Cho Nam Thơ Mây có ý nghĩa quan trọng và cũng là khoảng thời gian hạnh phúc tươi vui nhất trong năm của đồng bào Khmer, đồng thời thể hiện quan niệm về chu kỳ vận chuyển của vạn vật và giáo dục con người về tấm lòng hiếu thảo, đoàn kết gắn bó, yêu thương nhau trong phun sóc, gửi gắm ước mơ hạnh phúc, bình an trong năm mới.